chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Thì mình đang có mặt tại Kiên Giang các bạn, để mà quay cống kinh cục những cái chiếc xà lan nào đi ngang cống cho mọi người xem đây. Thì bây giờ là cống đã bắt đầu mở. Cái này thì mở theo chiều cường nha các bạn. Nước ròng thì người ta sẽ mở, còn nước lớn sẽ đóng lại để mà tránh tình trạng nước mặn vô xâm nhập và bị chết lúa, chết cá ở trong của những người dân đó. Thì ở dưới đập Tà Niên đã đóng lại nên bắt buộc ảnh phải đi đường này. Đây nè các bạn không? Anh đang dàn chặn ở ngoài này. Này, bây giờ thì cống mở xuống này, các bạn thấy nước chảy xeo sôi xeo luôn, sôi sình lên luôn các bạn. Đây thì có mấy chị gái đi xà lan, đi ghe cộ rồi rất là xinh đẹp nha các bạn. Đây có chị Tóc Vàng nè, nó chị rất là trắng luôn nè các bạn, tại vì xa quá chứ đây mình dơm không rõ các bạn. Mấy chị nữ miền Tây mà đi ngoài sông nước phải nói là rất giỏi giang đảm đang luôn các bạn. Bây giờ thì mà ảnh đang chuẩn bị tư thế để mà chuẩn bị qua cống nha, tại vì đi qua cống thì ai cũng tranh thủ để qua hết trơn. Một ngày chỉ mở có một lần thôi các bạn, tầm khoảng 8-9-10 giờ sáng vậy đó, tùy theo cái chiều cường nước, có thể là trễ hơn hoặc là sớm hơn các bạn. Thì bắt đầu nha các bạn. Đó, mấy anh vô lại sẽ đi trước đây như mọi khi. Đây có chị gái đi vô lại nè các bạn. Trời ơi, mà sao bắt đầu tấn công lên rồi, dữ lắm. Đây đông vui lắm các bạn, mỗi lần qua cống mà rất là đông vui luôn ha. Đây cái chị gái mà xin lên đồ nãy mình nói đó các bạn.
có mấy chị gái đi ngoài trong nước và nó rất là xinh đẹp nha các bạn. Bây giờ thì xà lan bắt đầu tấn công lên nha các bạn. Quá chạy chứ gió tàu chạy khối dữ má. Má ơi. Trời ơi chứ gió tàu chạy nè các bạn. Cái này thì chở cá phăng hay gì đây các bạn. Ôi dữ lắm rồi. Nước cũng tràn lên trên luôn nè các bạn. Ngoài sao má ơi, ngoài sao nó kìa. Quá giờ tối rồi. Cái này thì mình nên đi qua cống rất là tỉnh nha các bạn. Rồi quá. Giờ ông dẹp nè các bạn, tại vì mỗi lần mà qua cống ai cũng tranh thủ qua hết chứ. Chứ một ngày chỉ mở có một lần nên tàu thì dồn về đây rất là nhiều. Bạn thấy không, mỗi lần mà qua cống là khá là nhộn nhịp luôn. Mấy chiếc này đa số chở cát rồi chở đá nha các bạn. Có đi một số nữa là chở xi măng, giống như chiếc ghe tạm bản này nè. Chiếc ghe tạm bản này là chở xi măng nè các bạn. Chiếc ghe này hồi lúc là có chở đá ở trên Cô Tô nè. Chiếc ghe này rất là đẹp luôn. Chiếc ghe này bên trong rất là đẹp nha các bạn. Tại vì hồi lúc mình có lên đó một lần. Đây còn ngoài sau đây. Ở ngoài sau có thêm một chị gái nè các bạn. Đa số thì bây giờ mấy chị gái ra chú mũi đứng nha các bạn, để mà dòm cái tầm nhìn đừng cho những cái anh chồng ở trong lái đừng biết đường mà chạy nha các bạn. Hai vợ chồng kết hợp với nhau để mà đi qua cái khu vực cống này cho nó an toàn. Rồi ông nội ơi, máng nguyên cái lục bình. Ôi ơi chiếc cây nhỏ má ơi, bên kia rồi. Chị gái này cũng đứng ngoài trước mũi đó mà chỉ hướng cho anh đàn ông ở trong chạy đó các bạn. Ở ngoài sau thì còn rất là nhiều nha các bạn. Này nãy giờ chỉ mới được tập khoảng nửa thôi.
giờ tới. Đây, ở đây thì một chị gái áo vàng đó các bạn. Đa số bây giờ trời nắng nên mấy chị bịt kính bít hết trơn nha. Cái chiếc này thì cũng bự lắm nè, cái chiếc này hình như là chở gạch hay là chở đá đây các bạn. Chiếc mà chị gái gái đang đứng này. Bây giờ thì phải đứng chỗ mũi để mà dòm cái tầm nhìn để mà chỉ cho anh chồng anh chạy các bạn. Chiếc này thì ủa sao có bạc hai bên ta, bạc hai bên không lẽ chở hàng khô ta, chở xi măng á. Chiếc này tầm khoảng 180-200 tấn nha các bạn. Thầy quấn dây luôn nè. Áo vàng, tóc cũng vàng luôn. Bây giờ thì tới lượt những cái chiếc xà lan lớn lên nha các bạn. Mới đầu thì những anh vỏ lãi nhỏ với ghe nhỏ đồ đi trước để mà tránh những tình trạng mà sự cố hay là va chạm xảy ra nha các bạn. Sắp xếp theo thứ tự vậy đó thì đi sẽ nó an toàn hơn. Bây giờ thì tới những cái chiếc xà lan sẽ lên. Rồi sau khi mà lên xong thì sẽ cho những cái chiếc ghe với xà lan ở trong hướng ở trong đi ra biển nha bạn. Hỏi không phải là đi ra biển mà kiểu giống như đi hướng ra ngoài để mà đi xuống dưới Cà Mau. Còn bây giờ thì mấy anh này đang chạy vô đây là để mà đi lên trên khu vực An Giang rồi các bạn, để mà lấy đá. Do sức nước nó đạm mạnh đó các bạn nên chạy mà mình lái chở chút xíu là nó bị tấp liền, tấp là bị mất lái là nó va chạm này các bạn. Nhưng mà đa số ở trong này thì mấy anh đang chạy từ từ nên nếu mà có va chạm thì lấy độn chưa đâu các bạn, không đến nổi. Giờ chỉ còn vài chiếc nữa là xong rồi các bạn ơi. Chiếc này đa số là chở đá rồi không nha, chở đá chở cát đồ ở trên vùng An Giang đem xuống không à. Đây chiếc này cũng lớn lắm đây các bạn, Cần Thơ, biển số Cần Thơ. Ôi sao ánh quay ngang đó là trời, cái chiếc hai đầu mà sao quay ngang đó là các bạn, tấp tấp lên hoài không có chỉnh tàu được, bởi vì rất là khó chỉnh nha các bạn. Rồi cái chiếc xà lan này cái mũi rất là lạ luôn. Mũi này giống như mẫu tàu ở ngoài miền Bắc vậy các bạn. Rất là đứng luôn nha. Cái mũi lô rất là đứng. Đó, ở ngoài sao nè, các bạn thấy không? Đây có thêm một chị gái nè đứng coi mũi tàu đây các bạn. Chiếc sau hình như là giống của Lâm Vinh Phong quá các bạn. Chiếc xà lan ở ngoài sau á. Nhưng mà không biết phải không nữa. Ở đằng xa chiếc xà lan mini này cũng có một chị gái đang ngồi canh mũi đây các bạn. Bả chạy bịch giống như ninja vậy các bạn. Đây nè. Ra nắng là phải bịch cho kính nha các bạn. Để không thôi là đen hết trơn luôn. Rồi ở ngoài sau còn đông lắm nha. Thấy ở đất vậy chứ còn đông lắm nha các bạn, ghe nhỏ đồ mới về rất là nhiều luôn nè. Còn rất là nhiều. Còn chiếc xà lan này thì xà lan mini các bạn. Tầm khoảng 130-140 tấn nè các bạn. Đang nói đuôi chiếc xà lan lớn để chạy lên. Đây nè các bạn, có thêm một chiếc xà lan mẫu này của Long An nha. Ôi cầm mắt dòm rất là quậu các bạn. Trời ơi cái ve gió, cái quầy ve chân sóng nó cao nghèo nghèo luôn nè. Cái này chắc đi biển quá, bây giờ anh đóng cái thùng quầy hàng quá trời cao luôn các bạn. Đây còn đây một chiếc
chiếc xà lan này chở đá đang lên nè các bạn. Ôi, cái này bạn của mình nha các bạn. Dây núi hả? Dây núi hả? Công Nguyên, chiếc xà lan này tên là Công Nguyên nha các bạn. Mấy chiếc này thường thường lấy đá ở trên núi, ở trên vùng An Giang, người vận chuyển xuống dưới Thái Bình, Cà Mau đó các bạn, để mà xây dựng nha, xây dựng rồi xây cầu đường, rồi bên cung cấp cho nhà vật liệu xây dựng đó các bạn. Bây giờ thì cũng muốn gần hết rồi các bạn ơi, còn mấy chiếc nữa là xong rồi. Đây có thêm một chị gái áo vàng nữa đây các bạn. Đây thì nãy giờ thì cũng có rất là nhiều chị gái đi xà lan nha, cũng đông lắm luôn á. Đây có thêm một chị gái nữa đây các bạn. Đến giờ rất là nhiều chị nữ xinh đẹp qua miệng cống ngang đi qua lại ngay chỗ này, điểm này nha. Hồ trên này hình như là đang hứng nước vô bồn các bạn. Wow, xa quá trời xa luôn rồi, bởi vì tối thui các bạn. Rồi giờ thì cũng hết rồi các bạn ơi, còn có mấy chiếc nó là hết rồi. Thì cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây nha, để mà hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Thì xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha, để mà ủng hộ mình nhớ bấm vô cái chuông, nhớ bấm vô phần đăng ký nha các bạn. Rồi mình xin hẹn mọi người ở những video tiếp theo.